Ok anh Hải Cóc, chắc là đội Bắc Ninh đói rồi. Cảm ơn đã chia sẻ nha. Một đường cầu rất hay. Vẫn thủ lên được, vẫn lên. Hay quá. Hay. Ôi. Thôi lên tí nữa cho anh em sung. Hello mọi người, chúng ta cùng đến với trận bán kết đôi nam giải cầu lông vô địch cá nhân toàn quốc năm 2020 giữa cặp đôi Tuấn Đức Hồng Nam, cặp đôi phía gần màn hình, và đối thủ của họ là cặp đôi Xuân Hưng và Trung Đức, cặp đôi phía xa màn hình. Tuấn Đức Hồng Nam đánh cho đơn vị Hà Nội, Xuân Hưng Trung Đức đánh cho đơn vị Bắc Ninh. Trận đấu chuẩn bị được bắt đầu. Hùng xin phép mọi người sang bên kia bấm máy quay trận bán kết đôi nam còn lại. Mọi người mới vào giúp Hùng chia sẻ live stream với nhá, để nhiều người được xem hơn. Trận đấu này được đón chờ từ sáng đến giờ rồi. Điểm số không đều, Bắc Ninh giao cầu. Nha mọi người. Trận đấu quá hay. Anh em Bắc Ninh vào cổ vũ đi. Anh em Bắc Ninh vào cổ vũ giúp mình chia sẻ luôn nha. Rất nhiều người mong muốn xem những trận đấu như này nhưng họ không biết xem ở đâu. Mọi người giúp Hùng mới nào. Vẫn rất bình tĩnh từ Tuấn Đức. Bom. Quá hay, đúng là cặp đôi số 1 Việt Nam. Live stream. Một lưới rất hay từ cặp đôi Bắc Ninh. Và điều đó thì đang được cặp đôi của Xuân Hương và Trung Đức thể hiện rất rõ. Đập cầu rất nặng từ Hưng Con. Ép cầu rất nhanh từ Tuấn Đức. Tuấn Đức một tình huống không hiểu ý nhau. 5-3 chào nhau nha. Người comment 2 để Hùng xem ai đang xem để chào mọi người nào. Nhưng ai giúp Hùng chia sẻ live stream cũng hãy comment là đã chia sẻ để Hùng cảm ơn nha. Tay về quá tốt. Hồ Chí Minh đối đầu cặp đôi Chí Đức Tuấn Anh của Hà Nội. Vẫn thủ lên được. Cầu ngoài sân vẫn khá là chênh lệch so với những cặp đôi còn lại. Cầu ngoài sân. Ở trận bên kia căng hơn.
13-9 nhé mọi người. Phản cầu rất hay. Vẫn còn. Cầu ngoài sân. Không trở lại rồi đây. Sáng mai chung kết bắt đầu từ lúc 8:30 nha anh Phạm Bá Ngọc ơi. Chiều và tối nay không thi đấu. Cầu 2. Cầu ngoài sân. Cảm ơn. Học hỏi hay là để nắm được tình hình cầu lông Việt Nam phát triển đến đâu. Độc cầu rất căng từ Phạm Hồng Nam. Cầu trượt lưới 18-10 cho cặp đôi số 1 Việt Nam. Đánh ở tour phong trào, giải phong trào cũng chỉ là top đầu thôi. Vẫn có một số đôi vẫn có thể thắng được họ. Vẫn có thể đánh ngang với họ. Tuấn Đức rất tự tin. Dù sao Xuân Hưng Trung Đức cũng đã cho chúng ta thấy rất là nhiều đường cầu hay. Đến với set đấu thứ hai thôi, điểm số không đều. Tuấn Đức chặn ngược lại luôn, hay quá. Hello anh Đình Chiến, Bắc Ninh cố lên. Cảm ơn anh Đình Chiến dùng chia sẻ live stream. Xin cầu lỗi từ Hồng Nam. Ăn không? Không ăn được. Cầu vẫn trong sân. Ngoài. Đập cầu ngoài sân. Cầu lỗi từ Tuấn Đức. Nam thì thực sự là không có cơ hội. Tuấn Đức ra kinh quá. Vẫn là tình huống cầu ngoài sân. Giờ này Đức với Mạnh không cặp với nhau mà Đức với Tuấn Anh cặp với nhau ạ. Hello anh Văn Phạm, em chưa ăn cơm anh ơi. Quay lốt giải đi ăn cơm nó mới thoải mái, nó mới xả láng. Cầu ngoài sân. Viên phong trào. Liên tục những tình huống đập cầu vào lưới từ Xuân Hưng. Ok anh Hải Cóc, chắc là đội Bắc Ninh đói rồi. Cảm ơn đã chia sẻ nha. Một đường cầu rất hay. Vẫn thủ lên được, vẫn lên. Hay quá. Hay. Ôi. Thôi lên tí nữa cho anh em sung. Hùng rất thích bác trọng tài này, bác đọc điểm rất rõ. Ui đập thế mà không chết à. Điểm 5-8. Tuấn Đức. Cảm ơn anh giúp em chia sẻ live stream. Xin chào anh Bình Sapa, giúp em. Cảm ơn đã giúp em chia sẻ live stream. Cầu ngoài sân điểm 7-10.
Hay quá. 90. Hay quá, cảm ơn anh Nguyễn Nghĩa. Nguyên Nghĩa. Cầu vẫn trong sân. Cố lên anh em Bắc Ninh, Phạm Quang Vũ cổ vũ. Trang xếp 3 thì em nghĩ là khó lắm, nhưng mà vẫn là có thể. Hay đấy nhờ, hai nhịp. Nhưng mà hơi non. Yêu Nam bắt. Hello Phùng Như viết Phùng. Đánh hết loạt trận bán kết mới nghỉ ạ. Ok anh Trần Hoàng, xem cầu lông Việt Nam đánh đã không hiệu quả, còn điệu điệu giống mình ghê. Đập cầu ngoài sân. Hưng giữa trưa này có làm gì đâu, xem vài trận cầu ngủ trưa cho ngon. Bò. Cầu lỗi từ Hồng Nam. 900 người xem rồi. Ngon lành, cảm ơn anh Sơn Vũ. Cầu lỗi từ Hưng còn. Rất bình tĩnh được Tuấn Đức, hơi múa rồi. Sáng mai chung kết tất cả các nội dung đánh ở nhà thi đấu thể thao tỉnh Bắc Giang lúc 8:30. Nhà anh Bá Nguyễn Việt ơi. Về. Phan Bích Dung chia sẻ live stream. Bom. Hưng Đức cố lên. Chuyện. Hay lắm. Quá tốt. Kèo lưới rất tự tin. Đập cầu xiên luôn. Trong tình huống đó, Hùng tin rằng vận động viên Xuân Hưng cũng không tin là Tuấn Đức sẽ đập cầu như thế. Điểm số 19-15. Nhà thi đấu này rộng lắm mọi người ạ. Đập cầu rất căng. 21-16 trận đấu kết thúc. Dù sao thì cặp đôi Xuân Hưng Trung Đức đã thể hiện được rất nhiều đường cầu hay, và đặc biệt là tinh thần thi đấu rất quyết tâm và cống hiến.